phần nhập công trình nâng cao. Như phần nhập công trình phần 1, tức là phần phần nhập công trình chuẩn đấy, thì chúng ta đã nhập được các công tác và các cái diễn giải, cũng như là chúng ta sửa tên công tác đi rồi. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tiếp tục nhập công trình và khai thác sâu các cái khía cạnh về nhập công trình. Lúc đầu chúng ta nhập một cái công tác với đầy đủ mã là AF1111. Sau rồi chúng ta nhập tiếp là mã là chỉ có AE0, là trường hợp cái mã nó gần đúng thôi. Nhưng một trường hợp khác nữa là chúng ta không nhớ cái gì mã cả. Chúng ta chỉ mang máng chỗ đấy là phần, ví dụ như phần chát tường chẳng hạn, thì chúng ta để vào ô mã, chúng ta gõ Enter. Khi đó thì chương trình sẽ tự động nhảy ra cái phần mà tra công tác theo tên, và chúng ta chỉ việc nhập cái tên công tác mà chúng ta dự định tra vào, ví dụ như xây tường. Trước khi chúng ta gõ Enter ở đây thì chúng ta để ý là có thấy đến 4073 công tác. Thế sau đó chúng ta gõ Enter thì chúng ta sẽ thấy chỉ còn lại là 355 công tác xây tường. Trong 355 công tác này thì chúng có quá nhiều công tác để chúng ta chọn. Vậy thì chúng ta sẽ phải lọc bớt đi làm sao mà nó ít hơn công tác. Ví dụ chúng ta xây tường mark 75 chẳng hạn, thì chúng ta gõ vào là phẩy và 75, sau đó Enter. Thì nó hơn 300 công tác, và bây giờ chúng ta chỉ còn là 118 công tác. Tiếp theo chúng ta gõ là cái lọc bớt đi. Ví dụ như chúng ta lọc bớt là cái tường là cái độ chiều dày của nó đấy là khoảng 11 cm. Thì chúng ta sẽ thấy là còn có 16 công tác. Và trong số 16 công tác này thì dễ dàng là chúng ta chọn một trong số công tác đấy. Ví dụ chúng ta chọn một cái, sau đó bấm chọn hoặc là bấm Enter. Như vậy thì chúng ta đã chọn được một công tác mà như ý muốn là xây tường bạch chỉ và xây tường thẳng, và với cái chiều dày là 11 cm, và với cái vữa xi măng là mark 75 như đúng như yêu cầu chúng ta gõ lúc đầu. Tiếp theo chúng ta gõ tiếp các cái khối lượng vào như bình thường các công tác khác. Và một trường hợp nữa là trong một cái tình huống nữa, có những cái đơn giá mà chúng ta sẽ không dùng, không dùng cái tức là khi mà cái vữa ấy, chúng ta không bóc cái vữa ra, thì có thể một số trường hợp là chúng ta sẽ để nguyên cái vữa đấy. Ví dụ một cái công tác AF.12345 số 1, nếu chúng ta để ở chế độ tra vữa như thế này thì chương trình sẽ tự động tra cái phụ lục vữa để ra được các cái vật liệu như là xi măng, cát, đá, sỏi, nước, phụ gia như chúng ta đã nhìn thấy ở đây. Nhưng trong một số trường hợp khác, người ta không muốn tra vữa nữa mà người ta để nguyên cái phụ lục vữa đấy, thì chúng ta sẽ gõ như này: AF.12345. Và trong hợp này thì chúng ta thấy là thay vì cái vữa ở phía trên đã được phân tích ra xi măng, cát, đá, sỏi, thì ở phía dưới chúng ta chỉ nhìn thấy vữa không, và hao phí định mức là 1,03 khối theo cái định mức 24/05. Và đây chúng ta có thể gõ cái giá vào. Ví dụ trong trường hợp này là vữa mắc 100, tôi giả thiết rằng là giá của nó là 250.000 một khối, và giá thông báo của nó là 250.000 một khối chẳng hạn. Thì đây là một cái điểm rất mạnh của chương trình, nó giúp cho người ta có thể là có tra vữa hay không, hay là không tra vữa. Và chúc các bạn là vào được công trình nhiều và thoải mái trong cái cách nhập công trình.